vẫn còn. Nhanh. Tỷ. Xin mời các bạn đến với set đấu thứ hai các bạn. Bây giờ là kèo 3.4 tự do của đầu giữa Tiến Châu và Tứ Ngang các bạn. Ví dụ bên đây thì có Tiến Châu làm chẳng bàn trọng chim, phía bên kia thì có Tứ Ngang Nhật Nhân và Xuân Trình Hai. Điểm đầu tiên cho phía bên Tứ Ngang, 1-0. Phá bóng không qua lưới, điểm cho Tiến Châu, 1-0. Quá hay cho Nhật rồi, và nhét bóng quá nhanh. Điểm 2-1 cho Tứ Ngang. Bóng bóng ra ngoài, điểm cho Tiến Châu, 2-2. Vẫn còn. Điểm cho Tứ Ngang. Điểm 3-2. Chạy giữa luôn. Còn phản công Tiến Châu. Quá tốt. Điểm xếp luôn bạn, 3-0 cho Tiến Châu. Chết, vẫn còn. Vẫn còn. Ôi ôi, cái tay trái của Nhân kìa. Điểm cho Tứ Ngang, 4-3. Và chắn bóng thành công của Lam chẳng bàn. Điểm 4-0. Nhân. Quá tốt cho Nhân. Điểm cho phía bên Tứ Ngang, 5-4. Lại là pha phát bóng mang điểm trực tiếp đến từ Xuân nha các bạn. Ba chia trẻ giữa Tiến Châu và Lâm Trọng Bàn. Tiếp tục điểm cho phía bên Tứ Ngang, 6-4. Phát bóng không qua lưới, điểm cho Tiến Châu, 5-6. Quá hay. Điểm số công bằng các bạn, 6-0. Quá
tiếp tục là pha vắt bóng ăn điểm trực tiếp của Tý Trọng. Điểm số được nâng lên 7-6. Đã 3 quả liên tiếp rồi. Tiếp tục là điểm cho phía bên Tý Trọng các bạn. 8-6, khoảng cách được nâng lên 2 điểm. Quá tốt. Điểm cho tiếng Anh 7-8. Lọt trắng rồi. Điểm 9-7 cho Tý Trọng. Quả bóng không qua lưới của Tý Trọng. Điểm cho tiếng Anh 8-9. Bóng chạm tay trắng ra ngoài. Điểm cho phía bên Tý Trọng 10-8. Quả bóng ra ngoài của Tý Trọng. Điểm 9-10 cho Tý Trọng. Quá đáng tiếc. Và bóng vừa rồi của Tý Trọng ra ngoài. Điểm số được cân bằng các bạn. 10-10. Thì quá đẹp cho các cổ tay của Tý. Điểm 11-10 cho Tý Trọng. Cho pha là bóng vừa rồi của Tuấn Ngang. Điểm số được cũng bằng 11-10. Xét bên xét hai này quá hấp dẫn các bạn. Vẫn còn hai chiền. Ba chiền hai của Xuân, bóng dính tay các bạn. Bóng tầm thấp quá rồi. Điểm cho phía bên Tý Trọng 12-11.
Ý, vẫn còn. Phản công, tí đâu. Lọt trắng luôn. Điểm cho tí đâu, 13, 11. Bóc bóng ra ngoài, điểm cho tiếng Anh 12, 13. Và bóng không qua tay trắng của Tí Châu các bạn. Điểm số tương quan 13 đều. Làm. Không có làm, chạm tay trắng ra ngoài các bạn. Điểm cho phía bên Tí Châu 14 13. Bóng điểm trực tiếp của Tí Châu. Điểm 15, 13 các bạn. Kết thúc phía bên Tí Châu thắng.